ghê thiệt chứ. Coi như hai họ ngày hôm nay không hẹn mà mặc đồ tông xịt tông quá chứ. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Đen huyền bí. Bên đây đàn gái. Đen nguy hiểm. Bên đây đàn trai. Tụi em sẽ đám cưới. Và bây giờ để chứng tỏ rằng ban bình luận của chúng tôi là những người nghệ sĩ rất thông minh và đưa ra những lời nhận xét đầy giá trị, hãy kiểm tra kiến thức. Ngoài cái giác quan thứ 6 thì chúng ta được biết là 5 giác quan cơ bản của con người. Lê Lộc nói trước một cái nào. Thính giác. Thính giác. Thị giác. Thị giác. Khứu giác. Khứu giác. Vị giác. Vị giác. Xúc giác. Ghê thiệt chứ, 5 giác quan chính xác. Ốc giác. Ốc giác. Tao ra muốn. Ốc giác là cái giác quan thứ 7 và chủ nhật cuối tuần chúng ta đi ăn ốc. Nhưng đây là chương trình giác quan thứ 6. Hãy sẵn sàng đưa ra những lời tư vấn của mình nhé. Và bây giờ xin mời hai nghệ sĩ về vị trí. Nôn nóng quá quý vị ơi, bởi vì bây giờ sẽ là sự xuất hiện của người chơi ngày hôm nay. Sẽ là một nghệ sĩ cũng rất là thông minh. Và tôi tin chắc chắn rằng trực giác của người con gái này là người bạn thân rất lâu của tôi rồi, sẽ giúp cho cô ấy gặt hái được nhiều số điểm. Đó chính là ca sĩ Vicky Nhung. Lại quên thì nhớ nhà. Wow. Không biết biên tập có gọi điện thoại cho em là nói là hôm nay mặc đồ trắng đen không? Dạ không anh. Không á. Trực giác của những người bạn thân nè, mặc đồ như nhau luôn. Ghê thật, mình chơi với nhau là phải cỡ phải 30-40 năm rồi ấy. Hả, gì dữ vậy? Mới 18 tuổi mà chơi với nhau 30-40 năm, quá dữ luôn. Được, trực giác mình đoán rồi. Hôm nay có được nhiêu rồi, đẩn mọi người đi uống trà sữa nè, Lê Lộc hữu tính nữa. Nhắm được nhiêu? Người đã từng cao nhất là bao nhiêu vậy? 82 thôi, triệu đồng. Đảo ngược lại đi, 28. 28, ok. Em hy vọng ngày hôm nay sẽ gặt hái được trên dưới 28 triệu tiền thưởng. Chúc cho em thành công và con số sẽ lớn hơn nữa. Nào, Vicky Nhung, về vị trí nào. Lê Lộc ơi, xin em hãy tha thứ cho anh, vì anh đã mắc phải lời nguyện của em. Cô gái xinh đẹp Lê Lộc. Lê Lộc ơi, anh cố gắng hát hay giống như em rồi đó. Trời ơi. Tình yêu ơi, nhất định nàng phải chờ ta. Ta sẽ tự tay dâng đến cho nàng chiếc dài pha lê và cùng nắm tay nàng sống hạnh phúc đến trọn đời. Wow. Và mọi người hãy đón xem tôi là ai. Hay quá. Wow.